Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình truyền hình Tam Kỳ tuần này sẽ có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Công bố dự án thí điểm kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế du lịch nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh. Hoạt động hè thu hút đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên. Công an thành phố Tam Kỳ đổi mới hình thức tuyên truyền phòng chống tội phạm. Dự án thí điểm kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế du lịch nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh, gọi tắt là dự án ISCB do chương trình định cư con người Liên Hiệp Quốc UN Habitat triển khai dưới sự tài trợ của Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ, SECO, giai đoạn 2021-2025 vừa được công bố và triển khai thực hiện tại thành phố Tam Kỳ. Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam và thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu là ba thành phố được hỗ trợ triển khai dự án thí điểm. Tại hội thảo công bố dự án thí điểm, các đại biểu đã được nghe báo cáo về định hướng phát triển thành phố Tam Kỳ và làng bích họa Tam Thanh, hướng tiếp cận triển khai thí điểm dự án ISCB, kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế du lịch nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh. Các bên liên quan đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai dự án. Bước đầu triển khai dự án, đoàn công tác của UN Habitat và ban quản lý dự án ISCB đã có chuyến khảo sát làng bích họa Tam Thanh, nơi triển khai dự án thí điểm và tổ chức chương trình đào tạo tầm nhìn phát triển địa phương bền vững cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Tam Thanh, các hội đoàn thể, quân dân chính thôn Hòa Trung, các hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ kinh doanh trên địa bàn. Qua đây giúp người dân và lãnh đạo địa phương có cái nhìn rõ hơn về tiềm năng, hạn chế và cơ hội để Tam Thanh tiếp tục phát triển kinh tế, du lịch cộng đồng. Thành ủy Tam Kỳ vừa tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 25 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Hội nghị đánh giá, công tác dân vận của thành phố Tam Kỳ đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ theo hướng sâu sát cơ sở, gần dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Trong đó, công tác dân vận chính quyền các cấp đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trên lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư, tập trung chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ công chức viên chức. Công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân ngày càng mang lại hiệu quả. Có nhiều phong trào mô hình dân vận khéo, đóng góp tích cực vào phong trào thi đua yêu nước trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, an ninh trật tự, kinh tế. Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến góp ý về nâng cao công tác dân vận, trong đó cần vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Dịp này có 5 tập thể, 7 cá nhân tiêu biểu đã được tuyên dương khen thưởng trong thực hiện công tác dân vận 10 năm qua. Cuối tuần qua, Ban Liên lạc Trường học sinh miền Nam nội trú Tam Kỳ giai đoạn 1975-1982 đã tổ chức gặp mặt thầy cô giáo, cán bộ phục vụ và học sinh nhà trường. Đến dự có đồng chí Trần Nam Hưng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Tam Kỳ. Tháng 8 năm 1975, học sinh miền Nam ở các trường trên miền Bắc đã được trở về quê hương Tam Kỳ và sinh hoạt học tập tại trường nội trú Tam Kỳ, số 18 đường Nguyễn Du, xã Tam Thạnh, thị xã Tam Kỳ, nay là phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ. Chỉ tồn tại trong gần 7 năm, nhưng các thế hệ học sinh miền Nam ngày ấy đã tích cực tham gia học tập, lao động, sản xuất. Nhiều học sinh đã trưởng thành và mang tâm sức cống hiến phục vụ hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, xây dựng tỉnh Quảng Nam và thành phố Tam Kỳ nói riêng. Tại buổi gặp mặt, gần 200 thầy cô giáo, cán bộ phục vụ và học sinh của trường học sinh miền Nam nội trú Tam Kỳ đã ôn lại những kỷ niệm khó khăn, vất vả trong những năm tháng tham gia sinh hoạt và học tập tại trường để thêm tự hào và tiếp tục có những đóng góp thiết thực cho quê hương. Vừa qua tại khu vực Vườn Cừa, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Hòa Hương đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Có 4 cá nhân được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và 1 tập thể, 5 cá nhân được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khen thưởng trong dịp này. Ngày hội cũng diễn ra với rất nhiều hoạt động như thi sáng kiến về mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở khu dân cư, thi trò chơi vận động và trò chơi dân gian. Ngày hội thu hút trên 300 trại sinh tham gia thuộc 7 đơn vị khối phố và đơn vị kết nghĩa xã Trà Len, huyện Nam Trà My.
Sáng ngày 13 tháng 8, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Thăng tổ chức lễ phát động xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu Vĩnh Bình. Theo khảo sát đánh giá thực trạng, thôn Vĩnh Bình đã đạt 3 trên 10 tiêu chí của Bộ tiêu chí về xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đó là về thu nhập và nghề đa chiều, môi trường, chi bộ đảng, ban phát triển thôn và các đoàn thể chính trị. Tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương đã kêu gọi toàn thể cán bộ nhân dân trong thôn cùng chung sức đồng lòng phấn đấu xây dựng thôn Vĩnh Bình đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai đã trao tặng 3 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng trị giá 150 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã trao tặng tủ thuốc y tế trị giá 4 triệu đồng. Tích cực thực hiện phong trào phụ nữ Tam Kỳ cử chỉ đẹp sống văn minh giai đoạn 2021-2026 và chương trình Mẹ đỡ đầu, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Sơn tổ chức chương trình Áo mới cùng em đến trường, trao 47 bộ đồng phục cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi cha mẹ, nhằm động viên các em chuẩn bị bước vào năm học mới 2023-2024. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè năm nay, rất nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở đã được các tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Tam Kỳ triển khai rộng rãi, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên tham gia. Ghi nhận sẽ có ngay sau đây. Tại Vườn Cừa, Hội trại Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 do Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Hòa Hương tổ chức, được diễn ra một cách sôi nổi, thu hút hơn 200 đoàn viên thanh niên và học sinh sinh viên tham gia. Đến với hội trại, các bạn trẻ được tham gia các trò chơi đồng đội, rèn luyện kỹ năng và tìm hiểu lịch sử cũng như sự phát triển của quê hương. Em là sinh viên của trường học Bách khoa Đà Nẵng, thì đây cũng là một cơ hội để một sinh viên học ở xa như em có thể trở về và có cơ hội gắn kết với các bạn đoàn viên thanh niên ở trong trường cũng như là khu phố của em. Cũng là một cơ hội để các bạn có thể gặp gỡ cũng như là trang cho mình thêm kỹ năng về việc làm việc nhóm. Tại tất cả các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đã tổ chức rất nhiều hoạt động hè, trong đó có các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tri ân thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, tổ chức các lớp học năng khiếu, đào tạo kỹ năng. Những hoạt động thiết thực này đã giúp cho các bạn trẻ, nhất là học sinh, tránh xa những tệ nạn xã hội, giảm trò chơi trên máy vi tính, điện thoại để tham gia vào những hoạt động bổ ích. Đặc biệt có nhiều bạn không chỉ tham gia sinh hoạt hè mà còn trở thành những tình nguyện viên hướng dẫn năng khiếu cho các bạn nhỏ hơn. Khi mà mình tham gia cái hoạt động như này là mình đem lại sự vui vẻ, thoải mái cho bản thân mình cũng như là đem lại niềm vui cho mình và mọi người. Từ đó thì mình có thể chia sẻ, lan tỏa lại cho mấy bạn để mấy bạn có thể tham gia hoạt động ngày càng nhiều hơn nữa. Trong đợt hè năm nay đã có gần 2.000 học sinh sinh viên về tham gia sinh hoạt tại các địa phương. Với những hoạt động hè bổ ích vừa giúp cho các bạn trẻ rèn luyện kỹ năng sống, vừa tạo cơ hội để các bạn cùng góp sức vì cộng đồng. Mùa hè vì thế sẽ là dịp truyền lửa để đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên sống đẹp hơn mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm qua không gian mạng đã được Công an thành phố Tam Kỳ đặc biệt quan tâm. Năm 2021, Công an thành phố đã cho ra đời trang Zalo OA và fanpage Công an thành phố Tam Kỳ. Đến nay, cả hai kênh này đều đang hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2023, 18 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8 2005, 19 tháng 8 2023. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Người dân chỉ cần bấm vào nút quan tâm trang Zalo Công an thành phố Tam Kỳ. Những thông tin được đăng tải trên kênh này sẽ tự động gửi về Zalo người dùng. Những thủ đoạn lừa đảo mới, những thông tin cảnh báo kịp thời từ kênh này sẽ giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa. Kể từ khi là mình biết được cái toàn của bên công an thành phố Tam Kỳ của mình á, những tin nhắn Zalo gửi tới á, là mình thường xuyên mình theo dõi
thì nó có những cái rất là hữu ích. Tại vì bây giờ là những cái mạng đồ nó, những cái thành phần lừa đảo nó rất là nhiều. Đây nhiều khúc là những tin nhắn nó thường xuyên cập nhật tới là mình theo dõi để mà mình tự cách để mình phòng ngừa. Qua cái nhận của cảnh báo của công an phòng chống chữa cháy của Tam Kỳ thì chúng tôi, hàng ngành hàng chúng tôi đã tuân theo cái của công an đã đề ra, công an phòng chống chữa cháy đề ra, thì chúng tôi thực hiện để đảm bảo an toàn về phòng chống chữa cháy, để nhất là tài sản của tiểu thương chúng tôi. Cùng với những phương thức tuyên truyền pháp luật truyền thống, đầu năm 2021, công an thành phố Tam Kỳ mở thêm kênh tuyên truyền qua mạng xã hội Zalo, Facebook. Hiện nay, trang Zalo OA có 14.000 lượt theo dõi, fanpage công an thành phố Tam Kỳ có trên 6.000 lượt theo dõi. Tại hai kênh này, công an thành phố Tam Kỳ đã đăng hàng trăm tin bài phản bác quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng, cảnh báo phương thức thủ đoạn của tội phạm để nhân dân cảnh giác phòng ngừa, thông tin tình hình trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, kênh Zalo OA còn tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm qua tin nhắn, tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đăng tải tình hình hoạt động của công an thành phố, gương người tốt, việc tốt, các điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, thông qua hai kênh này, công an thành phố đã tổ chức 5 cuộc thi tuyên truyền phòng chống tội phạm, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, chia sẻ, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Trong thời gian đến thì công an thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái việc tuyên truyền trên hai cái kênh này, đặc biệt là quan tâm xây dựng những cái clip, những cái thông tin thực sự là hấp dẫn, đảm bảo thu hút được người xem và tan cái tính tương tác, từ đó người dân có những cái phản hồi tích cực cũng như đóng góp cùng với công an thành phố trong đảm bảo an ninh trật tự. Có thể nói, với việc đa dạng, linh hoạt các hình thức tuyên truyền cho phù hợp với xu thế phát triển của xã hội trong thời đại 4.0, công an thành phố Tam Kỳ đã góp phần chuyển tải thông tin đến người dân một cách nhanh nhất, dễ dàng nhất. Qua đây, giúp nhân dân trên địa bàn thành phố nhận thức đúng về tình hình, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong phòng chống, ngăn ngừa các loại tội phạm và bảo vệ bản thân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng thành phố Tam Kỳ bình yên. Đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình truyền hình Tam Kỳ tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.